5 bước cần làm để vượt qua khủng hoảng sau khi ly hôn. Thứ nhất, bạn hãy cho phép bản thân mình trải qua giai đoạn buồn chán. Bạn cần cho phép mình có thời gian để trải qua những cảm xúc của mình. Hãy cứ cho phép mình được buồn, được khổ, được đau, được khóc. Hãy chấp nhận sự thật rằng bạn đang phải trải qua cái giai đoạn khó khăn và cần thời gian để phục hồi. Thứ hai, đó là tìm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình. Hãy cho phép người thân và bạn bè của bạn được giúp đỡ bạn trong giai đoạn khó khăn này. Họ có thể đưa ra những lời khuyên rất là hữu ích và hỗ trợ tinh thần cho bạn. Thứ ba là hãy tập trung và tự chăm sóc bản thân. Hãy dành nhiều thời gian để chăm chút cơ thể như là tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tham gia những hoạt động xã hội, đọc sách, vun bồi những giá trị, tìm kiếm những giá trị mới cho mình để giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi. Thứ tư là tập trung vào tương lai. Hãy tập trung vào tất cả những gì tốt đẹp trong tương lai của mình. Hãy xác định những mục tiêu và những kế hoạch của mình, làm hết sức mình để đạt được những mục tiêu đấy. Và khi mà bạn đạt được những mục tiêu đó có giá trị thì bạn sẽ trở nên vui vẻ. Và thứ năm, đó là hãy biết tha thứ và chắc chắn sự thật rằng cuộc sống của bạn sẽ vẫn phải tiếp tục. Hãy nhìn về phía trước và tập trung vào những điều tốt đẹp nhất. Dẫu biết rằng tha thứ là một việc rất khó khăn, nhưng chỉ có khi tha thứ được cho họ thì bản thân bạn mới có thể nhẹ lòng và sống an nhiên. Nếu cứ giữ mãi trong lòng quá khứ đau buồn thì chẳng khác nào bạn tự nhốt mình vào địa ngục cả.